Làm thế nào để một video gốc có màu sắc nhợt nhạt trở nên tươi sáng và đẹp đẽ giống như thế này? Vậy thì hãy xem hết clip này của mình nha. Lưu ý, các bạn hãy ấn vào biểu tượng mở rộng màn hình trước khi xem video nha. Và hãy vào trong kênh của mình để tìm hiểu thêm những video clip khác. Đừng quên ấn like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nhé. Mình giữ lại một cái ảnh gốc ban đầu để tí nữa chúng ta tiến hành so sánh. Bây giờ nhá, mình sẽ chỉnh sửa cái đoạn video này để cho nó có cái màu sắc tươi đẹp và sắc nét hơn. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Các bạn hãy chạm vào cái đoạn video đó, rồi đẩy từ phải qua trái vào cái phần tùy chỉnh cho mình nhé. Rồi vào cái phần HSL cho mình. Ở đây chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có những cái màu sắc cơ bản giống như thế này. Khi trong video có ảnh nào có màu gì nó giống với màu này thì chúng ta mới chỉnh được. Ví dụ ở đây chúng ta không có màu đen. Vậy thì khi trên video nếu có màu đen chúng ta muốn chỉnh màu đen chúng ta không thể chỉnh được nha. Như các bạn thấy thì đây có áo màu vàng hoặc màu cam. Vậy thì các bạn có thể chạm vào màu cam này. Để chúng ta giữ tay vào cái viên bi ba cái tông màu độ bão hòa, độ sáng để chúng ta chỉnh nhé. Ví dụ cái tông màu này, các bạn có thể giữ tay vào viên bi màu trắng, các bạn kéo này. Kéo sang bên phải nó sẽ nhạt và kéo sang bên trái nó sẽ đậm hơn. Đấy, và cái phần độ bão hòa này thì kéo sang bên phải này, giữ viên bi màu trắng kéo sang bên phải nó sẽ tươi hơn rất là nhiều. Còn kéo sang bên trái nó sẽ thành đen trắng. Đấy, thì chúng ta sẽ kéo sang bên phải cho nó tươi hơn. Cái phần độ sáng này thì các bạn có thể giữ vào nó, kéo sang bên phải nó sẽ làm cái màu vàng sáng hơn, và kéo sang bên trái nó sẽ tối hơn. Thì các bạn cần nó giống như thế nào thì các bạn làm như thế thôi, các bạn chỉnh như thế thôi. Rồi tiếp theo là cái màu xanh nhé. Cái màu xanh nền cỏ thì các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có cái gam màu xanh lá cây. Vậy thì nó cùng màu với nhau, vậy chúng ta có thể điều chỉnh được rồi. Các bạn hãy chạm vào màu xanh lá cây cho mình. Sau đó ở đây chúng ta vẫn có ba cái công cụ là tông màu, độ bão hòa và độ sáng để chúng ta có thể điều chỉnh nhé. Mình sẽ chỉnh độ bão hòa trước này, mình sẽ kéo sang bên phải để cho cỏ nó xanh tươi hơn này. Mình sẽ chỉnh tông màu này để xem, kéo sang phải này, kéo sang phải xem là nó có tươi hơn không. À, nó có vẻ màu xanh lá cây hơn này. Sang bên trái thì màu vàng này. Đấy, vậy thì mình sẽ kéo sang bên phải nữa nhé. Kéo sang một chút thôi, không phải lúc nào chúng ta kéo hết đâu nhé. Chúng ta chỉ kéo một phần nào đấy thôi. Và chúng ta cảm thấy ok chúng ta dừng lại. Còn cái nào chúng ta cảm thấy kéo hết mới ok thì chúng ta cứ kéo thôi. Đấy, cái phần độ sáng này, độ sáng này khả năng là mình sẽ cho tối đi để cho nó màu nó đậm hơn. Rồi đấy, bây giờ tiếp tục đến màu bầu trời các bạn nhé. Bầu trời thì chính là màu xanh da trời đúng không nào? Vậy thì các bạn hãy chạm vào màu xanh da trời giúp mình, giữ tay vào cái viên bi màu trắng này ở cái phần tông màu này để các bạn cứ kéo sang bên phải xem nào. À, kéo sang phải thì màu tím, kéo sang bên trái thì màu xanh này. Nói chung là cái tông màu này ít khi dùng đến này, chủ yếu là độ bão hòa này. Mình sẽ chạm vào độ bão hòa này, mình sẽ kéo nó sang bên phải để cho bầu trời nó xanh hơn này. Đấy, mình sẽ kéo sang bên phải cho bầu trời nó xanh hơn. Độ sáng là mình thử chỉnh nè. Nó chỉnh sang bên phải nó sáng quá, nó sẽ nhạt, mà chỉnh sang bên trái nó sẽ đậm hơn, nó tối hơn, nó sẽ đậm hơn, các bạn thấy chưa? Bầu trời nó xanh đậm hơn rồi. Đấy, vậy là đây chúng ta chỉ có màu xanh da trời, màu cam này và màu cỏ thôi, màu xanh lá cây thôi. Còn cái phần quần thì chúng ta không có màu ở đây để chỉnh, thì chúng ta sẽ ấn cái dấu hình tròn có hình gạch xuống này, ấn đây để chúng ta thoát khỏi cái HSL đi. Các bạn nhớ nhé, HSL chính là cái công cụ chỉnh từng màu trên cái video của mình nha. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần làm sắc nét, chúng ta chạm vào phần làm sắc nét cho mình. Lưu ý tất cả các mục có chữ blur chúng ta không dùng nhé, blur là mất phí đấy. Và chúng ta sẽ kéo cái VB màu trắng này, chúng ta càng kéo sang bên phải nó sẽ càng nét, nhưng mà nét quá nhiều khi nó sẽ thành cái nhiễu nhiễu, các bạn thấy không? Nó hơi dám dám nhiễu nhiễu lấm chấm ti ti ấy. Đấy, thì chúng ta kéo vừa phải thôi. Chúng ta kéo vừa phải thôi, chúng ta không kéo quá. Rồi chúng ta sẽ vào độ chói thế nào. Giữ tay vào bên bi màu trắng này. À, nó chói là nó như thế này à. Đấy, mình kéo sang bên trái một chút cho nó tối lại một chút này. Rồi, và phần độ bão hòa. Lúc nãy thì ở mỗi một màu chúng ta đều có cái mục độ bão hòa để chúng ta kéo đúng không? Thì chúng ta chỉ kéo cho riêng màu đấy thôi. Còn cái mục độ bão hòa bên ngoài như thế này này, nó sẽ áp dụng cho toàn bộ video luôn. Tất cả đều trở nên tươi và đậm hơn. Thì thế khi mà chúng ta dùng cái công cụ độ bão hòa chung như thế này, rất có thể là một số cái nó trở nên đẹp hơn, nhưng một số cái ở trong video nó lại trở nên lòe loẹt quá. Đấy, nên là chúng ta mới cần phải dùng HSL. Nhưng mà không phải video hay hình ảnh nào mà chúng ta cũng dùng cái HSL đâu. Một số cái thì chúng ta chỉ cần dùng độ bão hòa chúng ta kéo thôi là cũng ok rồi. Ví dụ như cái bức này thì không có quay lại mặt người, nên chúng ta có thể kéo độ bão hòa này. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất là đậm luôn. Mình lần này mình kéo tới bến luôn. Đấy, nếu như cái
video này, mà cái anh ở trong video này mà quay mặt lại nhé, anh ấy quay mặt lại, tức là trong video này, hình ảnh này nó có cái gương mặt người ấy, thì lúc chúng ta kéo độ bão hòa, cái mặt của người ta sẽ bị đỏ, nó bị đỏ cam, bị lè lè thì nó sẽ bị xấu. Đấy, tức là cỏ cây và bầu trời thì trở nên tươi đẹp hơn nhưng cái mặt lại bị hỏng. Đấy, thế cho nên là chúng ta đôi khi chúng ta phải dùng đến HL, công cụ HL để chúng ta chỉ chỉnh những cái màu chúng ta cần thôi. Còn những cái chúng ta không chỉnh nó giữ lại là vì thế nha các bạn. Đấy, các bạn thấy không? À, ban đầu này, nó như thế này thôi, chỉnh HL nó chỉ tới đấy thôi. Mà chỉnh cái độ bão hòa bên ngoài nó tươi như thế này cơ mà, đẹp hơn rất là nhiều. Còn đây là độ sáng này, độ tương phản này. Chúng ta cứ chạm vào rồi chúng ta thử, tùy mỗi một cái video nó có một cái màu sắc gốc nó khác nhau thì khi chúng ta chỉnh nó sẽ có cái sự hiệu quả và cái một số tính năng dùng nó khác nhau, nên chúng ta không có một cái công thức nào cụ thể hết, mà chúng ta cứ chạm vào từng cái rồi chúng ta chỉnh thử, thấy ok thì chúng ta chỉnh, còn không ok chúng ta lại để như ban đầu là được. Ví dụ bây giờ mình sẽ vào độ sáng và mình thử kéo cái BB màu trắng này sang bên trái bên phải cho nó sáng hơn xem ổn không, nó có cần thiết phải sáng hơn không. Có thể là mình thấy là cái màu của nó ok rồi đấy, cái màu nó rất ok rồi nên mình không cần phải chỉnh nữa đâu. Mình lại giữ lại cho nó về không nhé, ở giữa là không nhé. Bên phải là sáng quá, còn bên trái là tối nhé. Bây giờ tiếp tục vào độ tương phản này. Giữ tay vào bên bi màu trắng này. Độ tương phản này. À, nó làm cho cái màu đen nó trở nên đậm hơn. Mình thấy nhìn nó đỡ nhợt nhạt hơn, nó đẹp hơn đấy các bạn thấy không? Mình kéo này. Mình kéo sang bên phải này, nó đậm hơn này. Để bên trái nó hơi nhợt nhạt như này. Vậy thì mình sẽ kéo nhưng mà không kéo hết, kéo tầm giữa này thôi, tầm 25 thôi. Rồi ok. Tiếp tục này, ở phía cuối nó xem là còn có cái phần nhiệt độ màu nữa các bạn nhé. Nhiệt độ màu, mình sẽ vào phần nhiệt độ màu. Phần nhiệt độ màu này cũng rất là hay này. Chúng ta kéo sang bên trái nó sẽ trở thành tông lạnh, tức là xanh mát, còn kéo sang bên phải trở thành cái tông nóng. Bây giờ mình sẽ giữ tay ở bên màu trắng, mình kéo sang bên phải này. Đấy, nó cam cam, nóng nóng đi này, cảm giác rất là nóng nực này. Còn kéo sang bên trái thì nó trở thành xanh xanh đi, nó nghiêng về cái màu xanh nước biển, màu xanh mát, xanh lạnh ấy. Đấy, nhìn nó không còn cái màu xanh lá cây tươi nữa mà nó mát hơn, nó xanh ra trời hơn một chút đấy. Đấy thì tùy nhé, nhưng mình thấy là để bản gốc như thế này thì cái màu xanh lá cây nó ổn hơn này, nên chúng ta sẽ không cần dùng cái nhiệt độ màu nữa. Còn cái phần tông màu thì các bạn có thể vào phần tông màu này, giữ tay vào bên bi màu trắng này. À, tông màu này, đấy, nó cũng có cái sự khác biệt khi chúng ta kéo bên phải này, nó cũng nóng hơn, kéo bên trái thì nó cũng sáng hơn này, nhưng mà thấy là không cần thiết. Vậy mình để về không đi, mình lại kéo trở lại về không đi. Này, cái vùng tối này, này vào cái phần vùng tối này, rồi giữ tay vào bên bi màu trắng này, kéo sang bên phải này. Đấy, cái vùng tối mình kéo nó sẽ sang bên trái, nó sẽ tối đi, kéo sang bên phải nó sáng lên. Có vẻ là cũng ít dùng, nói chung là ít dùng. Cái phần làm mờ nè, làm mờ chúng ta kéo thử nè. Đấy, nó sẽ bị bạc, bị xám thì chúng ta đương nhiên là không dùng rồi. Nói tóm lại nhé, khi mà chúng ta dùng cái công cụ tùy chỉnh này này, để chỉnh màu này, thì chúng ta chủ yếu dùng đến cái công cụ độ sáng đối với những video nào nó bị tối này, độ tương phản đối với những video nào mà tóc rồi quần áo, những cái bộ phận màu đen mà nó không được đậm cho lắm, nó cứ nhạt nhạt mờ mờ ấy, thì chúng ta dùng độ tương phản cho đậm lên này. Độ bão hòa là dùng tốt nhất này, để nó làm cho màu sắc nó tươi hơn rất là nhiều này. Còn độ chói ít dùng này, làm sắc nét thì cũng cần đối với một số video mà nó không được nét cho lắm đã dùng làm sắc nét này. Và cái HSL này thì cũng dùng cho cái chỉnh từng cái màu riêng lẻ một này. Đấy, và tiếp theo là cái phần cuối này này, là cái phần nhiệt độ màu, tông màu. Tất cả những phần này thường rất là ít dùng, như mình cũng đã chia sẻ vừa rồi hết cho các bạn rồi đấy. Tùy theo video của các bạn mà các bạn thử chỉnh nhá. Nói chung là khi làm video các bạn đừng để cho cái video gốc nó bị tối quá, nó bị nhợt nhạt quá giống như thế này. Rất nhiều bạn không để ý đến đâu, cứ làm là những cái thao tác edit khác và không để ý đến cái màu sắc đâu. Nó tươi, nó đẹp hơn rất là nhiều đấy các bạn ạ. Đây nhá, video, một cái video mà nó như thế này đi, thực sự là nó rất là xấu đúng không, nó chẳng có gì hay cả. Như đây, màu sắc cứ tươi đẹp hơn rất là nhiều rồi. Đấy, đây là hai bức ảnh mình chỉnh theo hai kiểu khác nhau này. Bên này thì bầu trời có vẻ là hơi nước biển một tí này. Để cho các bạn xem ở trong cái lớp của mình, lớp video của mình vừa mới chia sẻ xong đây. Đây là hai cái bức ảnh nhá. Đây là bức ảnh mâm cơm mà khi mà chưa chỉnh màu nhá, nó là cái màu gốc. Màu gốc thì nó chỉ như thế này thôi. Nhưng khi chúng ta chỉnh màu lên, chỉnh độ bão hòa tăng lên, thì cái màu sắc nó vàng, nó thơm, nó đẹp hơn rất là nhiều. Còn đối với cái phần là rau thì nó xanh hơn rất là nhiều. Mà rau thì càng xanh càng đẹp đúng không ạ? Càng đẹp mắt. Ớt thì đỏ tươi hơn, các bạn nhìn nhá. Đấy, nhìn đã muốn ăn rồi đúng không nào? Rất là ngon luôn.
những cái video mà về ẩm thực nhé, hay là video về quay về cái khung cảnh thiên nhiên ấy, thì dùng cái độ bão hòa tăng chỉ lên, nó làm cho cái bầu trời rồi cái cảnh cây hoa lá nó trở nên tươi sắc hơn, nó đẹp hơn rất là nhiều. Còn đối với những món ăn thực phẩm thì nó sẽ trở nên đậm hơn rất là nhiều. Những món thịt kho chẳng hạn, nó có cái màu đặc trưng là màu cánh gián, tuy nhiên là khi mà chúng ta chụp hình lên nó không được đẹp giống như chúng ta nhìn thấy bên ngoài, hoặc là nó chưa được tới. Để ăn thì rất là ngon đấy, nên là khi mà chúng ta chỉnh màu lên thì những cái bức ảnh thịt kho nó trở nên đậm hơn rất là nhiều. Đây mình thử gõ thịt kho nào. Đấy, thịt kho nhá. Các bạn thấy không? Đấy, bình thường màu nó sẽ hơi dịu dịu thôi. Nếu chúng ta chỉnh tươi lên, đây cái ảnh này là có chỉnh nha các bạn. Ảnh này có chỉnh thì nó mới tươi như thế này này. Đấy, còn đây là những cái bức ảnh gốc này. Này là ảnh gốc này, màu nó sẽ trầm nâu hơn chứ làm gì nó đỏ tươi như thế. Đấy, nên các bạn cứ thử ứng dụng xem thế nào nhé. Chúc các bạn thành công, các bạn có câu hỏi gì thì comment xuống bên dưới nha. Đừng quên ấn like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.